Chào cả nhà đã trở lại kênh Dutch Web Life của Linh. Bây giờ thì ở Việt Nam mình rất là nôn nao Tết. Và Linh là một người xa xứ, Linh cũng rất là nhớ quê hương của mình. Vì vậy khi mà mỗi lần sắp đến Tết, Linh cũng hay đến những cái vườn hoa và đi mua một ít gọi là cái mâm ngũ quả đó cả nhà, để mình bài trí Tết cho đỡ nhớ quê hương và cũng để cho con của mình biết về cái Tết nguyên đáng. Hôm nay nhân cái dịp Linh đi tìm hoa để mua và trưng trong dịp Tết thì Linh ghé cái tiệm hoa này để quay cho mọi người xem. Mọi người hãy ủng hộ kênh của Linh bằng cách share, like và subscribe để Linh có nhiều động lực đi quay những cái clip mới và tham quan những cái nơi mới để chia sẻ về cuộc sống của người xa xứ ở bên này như thế nào nha cả nhà. Đây là một cái vườn chuối kiển. Thì ở bên đây cũng trồng chuối được nha, nhưng mà cũng phải là tùy loại. Mấy cái loại này thì trồng trong nhà, nhưng mà cũng có loại là sẽ trồng được ở ngoài. Thì Linh chưa có thấy nó có trái bao giờ hết. Linh chỉ mua trồng trong nhà, và có người trồng ở ngoài được thì họ phải nó chết đó cái nhà, không phải họ phải, sorry, nó chết. Và khi mà qua mùa đông thì nó sẽ sống lại, nhưng mà Linh chưa bao giờ thấy nó có trái cả. Ở đây thì bây giờ đang là mùa đông cho nên hơi vắng vẻ, không có nhiều người. Đó, bên phía xa xa đây nè là cái những cái chuối, gọi là cái kiểu chuối này là nó thân thuộc với mình, nó giống như chuối ở miền quê Việt Nam của mình vậy đó. Linh cũng từng mua và để vào một cái chậu thật là lớn ở trong nhà của Linh. Nhưng mà cứ đến mùa đông á thì nó, mọi người biết cái cây chuối con nó sẽ chết và nó ra rất là nhiều nước, thì nó lại chứa rất là nhiều côn trùng, cho nên côn trùng bay đầy nhà hết và Linh phải bỏ. Bây giờ thì mình qua một cái khu vực khác mình ngắm hoa nha cả nhà hả, xem coi năm nay họ có hoa gì nha. Bây giờ thì mình lại tới một cái khu vực khác. Cái khu vực này á, họ bán những cái củ này nè cả nhà. Linh nghĩ đây chắc là củ của hoa thủy tiên đúng không ta?
Nhìn nó đẹp ghê ha. Nhưng mà nguyên cái chậu này á là 40 euro. Cũng mắc. Nhưng mà nếu mà so với cái công của người ta trồng á, thì Linh nghĩ là giá như vậy là hợp lý rồi. Và bên này á là hoa khác. Cái hoa này á, nó rất là đẹp khi mà có tuyết nha cả nhà. Tại vì nó gần như là một trong những cái loại hoa mà có thể sống sót trong cái lúc mà tuyết rơi á cả nhà. Tuyết rơi xuống cái bắt đầu nó trồi lên từ tuyết rất là đẹp. Bây giờ á, thì mình đi qua khu vực này. Hình như đây là hoa huệ. Nó mọc lên thật là cao cả nhà hả? Linh không có rành hoa lắm và cũng không nhớ tên tiếng Việt của các loài hoa tại vì hoa phong phú quá cả nhà ơi. Linh nhớ hình như Linh có được tặng một cái chậu hoa này. Nó lên bông rất là đẹp nhưng mà Linh không biết giữ cho nên nó hư hết rồi. Ở đây thì hiện tại bây giờ đang là mùa đông cho nên không có nhiều hoa, chỉ có những loại hoa như vậy thôi. Và lúc nãy khi mà Linh vào thì Linh thấy họ vẫn còn đang dọn dẹp hoa, hàng hóa của lễ Noel vừa rồi. Công nhận năm nay Tết đến sớm quá cả nhà, đến nhanh quá đi. Cái hoa này là hoa gì đây ta? Hoa gì mà trong phim Hỏa Bì á, nó có nhắc đến đây nè, cái hoa này rất là dễ trồng luôn cả nhà. À, Linh nói lại cái chuyện mà Tết đến sớm. Linh mới vừa dẹp cái cây thông của Linh thôi, khoảng 1 tuần rưỡi. Mà bây giờ đến Tết rồi, Linh trở tay không kịp. Linh lại nghĩ là khoảng 1 tuần nữa mới Tết. Cho nên Linh hiện tại bây giờ khi mà Linh đang record cái video này là Linh chưa có chuẩn bị gì vì Tết cho chuẩn bị cái gì Tết cho gia đình Linh cả. Bây giờ là phải gấp rút đi chuẩn bị rồi cả nhà. Bây giờ mình lại tiếp tục coi hoa trà nha. Này á cả nhà là cái khu vực để bán hoa trồng trong nhà cho nên ở đây thì có nhiều hoa hơn là cái khu vực ở phía ngoài tại vì bây giờ đang là mùa đông ở bên này cho nên hoa ở bên này rất là ít. Linh luôn lúc nào cũng ước là mình có cái nhà thật là lớn để trồng được những loại kỳ hoa dị thảo này. Lan này cả nhà ơi, mùa Tết là phải bên mình là phải hay mua lan á. Hồi đó Linh nhớ khi mình đi ra chợ hoa Nguyễn Huệ á thì lan này rất là mắc và treo rất là nhiều. Còn bên này là cái chậu màu trắng này là 25 đồng 95 cent, khoảng 26 á.
Ở bên này nó cũng có cái trò mà để giá vậy đó cái nhà. Linh thích hoa lan lắm tại vì nó rất là đẹp và rất là nhiều chủng loại. Cái này là họ làm sẵn như vậy, mà Linh á thì lại không có thích mua trong những cái chậu, của cái chậu như vậy nha các nhà. Mình mua về mình trồng bằng cái chậu mà chưa có trang trí như vậy nè thì nó dễ giữ hơn. Còn mấy cái chậu mà đã trang trí như vậy á, Linh không biết dưỡng, Linh dưỡng nó lúc nào cũng không có tốt hết. Cây này là cây Kumashina. Linh không biết tên tiếng Việt là gì luôn á. Cây này là 6 đồng 49, 6 đồng rưỡi. Có nhiều màu. Và hình như cái giống này cũng là của nó luôn hay sao á, đúng không ta? Không, cây này, cái cây dài dài đó là Freesia Era. Cây này đây mọi người. Nhiều kiều hoa dị thảo quá cả nhà hả? Mình cảm thấy là phục những người nghệ nhân đã tạo ra những cái tác phẩm đẹp nha. Dù bên đây là chỉ những tác phẩm bình thường thôi, còn bên mình nó họ uống họ nắng vào những cái cây còn đẹp hơn như vậy nữa nè. Để chào mùa Tết. Nói tới chữ Tết là Linh nhớ rồi. Linh chúc cả nhà một năm mới thật là vui, an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Và mong mọi người hãy share, like, subscribe để Linh có động lực làm thêm clip nữa nhé.